Tiếp nối chuỗi hành trình giới thiệu về những địa điểm lưu trú tuyệt vời tại Mộc Châu, chúng mình sẽ chia sẻ đến mọi người một địa điểm mới lạ nằm ngay giữa trung tâm thị trấn Nông Trường. Titanic Mộc Châu với kiến trúc độc đáo, mang hình thù một chiếc tàu, tạo nên không gian đầy ấn tượng và sáng tạo. Vị trí thuận tiện là một trong những ưu điểm lớn của Titanic Mộc Châu, giúp du khách dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm du lịch nổi tiếng khác nhau. Với sức chứa lớn, trang bị đầy đủ tiện nghi, nội thất hiện đại sẽ phù hợp với nhu cầu của mọi khách hàng. Sở hữu tầm nhìn cao, bao quát toàn bộ thị trấn Nông Trường, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đồng cỏ xanh, cánh đồng hoa cải và hòa mình vào cuộc sống bình yên của người dân địa phương. Titanic Mộc Châu không chỉ là nơi lưu trú tiện lợi mà còn là điểm đến độc lạ đầy ấn tượng tại Mộc Châu. Đối với những ai muốn trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng khác biệt, đây sẽ là sự lựa chọn lý tưởng của chuyến đi.